Hội Nam 8 phim Hàn 2022 được khán giả mê mẩn mãi không thôi. Cứ như là một thông lệ vậy, năm nào trên màn ảnh nhỏ xứ sở Kim Chi cũng đều có một biệt đội Nam 8 gây nhớ thương cho khán giả. Năm nay tưởng chừng như không có gì rầm rộ mà lại rầm rộ không tưởng, khi dàn Nam 8 nổi bật rõ ràng và đa dạng vô cùng luôn. Mỗi người có một màu sắc và câu chuyện riêng với cùng một điểm chung là đều gây nên dấu ấn khó phai trong lòng của khán giả yêu thích phim ảnh Hàn Quốc năm 2022 này. Park Solomon, All of Us Ades. Nam chính trung tâm của All of Us Ades là Jun Chan Jung cũng gây được rất nhiều ấn tượng ở bộ phim ăn khách này. Nhưng tình cảm của khán giả dành cho Nam 8 Park Solomon có phần nhỉnh hơn chút nha. Một phần vì nhân vật của Park Solomon có câu chuyện ấn tượng hơn, và một phần có lẽ là do ngoại hình lạ mắt của chàng Mỹ Nam này nữa. Sau khi phim lên sóng thì ai ai cũng đổ xô đi tìm kiếm thông tin của Park Solomon, luôn chứng tỏ rằng Mỹ Nam sinh năm 1999 này đã gây chú ý nhiều thế nào rồi. Chắc chắn Park Solomon sẽ là một ngôi sao Gen Z đáng để khán giả đại chúng để mắt đến trong thời gian tới. Kim Min Kyu, hẹn hò trốn công sở. Khán giả theo dõi bộ phim ăn khách hẹn hò trốn công sở không chỉ được chiêm ngưỡng nhan sắc của nam chính An Hee Ho Seop mà còn được rửa mắt với ngoại hình ấn tượng từ Nam 8 Kim Min Kyu, là nhân vật nằm trong tuyến phụ, nhưng nhan sắc, khí chất và màn thể hiện tốt của Mỹ Nam sinh năm 1994 này đã giúp anh nổi bật không kém gì đôi chính. Đặc biệt hơn khi Kim Min Kyu còn tạo ra được phân cảnh gây xuất chính là động tác tháo mắt kính đầy dứt khoát và quyến rũ khi thực hiện cảnh hôn cùng bạn diễn Sun Ina. Sau bao nhiêu năm cứ gây được chút ấn tượng rồi lại dần trở nên bị lãng quên, thật hy vọng với hẹn hò trốn công sở, Kim Min Kyu sẽ có được chỗ đứng vững chắc hơn trong làng phim ảnh Hàn Quốc. Lee Sang Jeop, Thiên Nga Bóng Đêm. Mặc dù khá là mệt mỏi cách xây dựng câu chuyện nhân vật của Lee Sang Jeop trong Thiên Nga Bóng Đêm, tuy nhiên không thể phủ nhận rằng Sa Nam này đã có được màn thể hiện đáng nhớ thông qua vai diễn Nam 8 trong tác phẩm này. Ít nhất thì nhân vật Nam 8 này cũng là người bình thường nhất trong một tác phẩm đầy hỗn loạn. Quá nhiều khán giả đã ship nữ chính cho Lee Sang Jeop bởi sự si tình và chân thành của anh. Dù biết trước là sẽ không có kết quả gì nhưng vẫn bất chấp đâm đầu để ship luôn đấy. Với một Nam 8 gần như là hoàn hảo thì rõ ràng nhân vật của Lee Sang Jeop xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Quắc Đông Dơn, Big Mao. Ngoài Jun A và Lee trong sắc ra thì chắc chắn Quắc Đông Dơn là nhân tố diễn xuất gây ấn tượng tiếp theo trong bộ phim ăn khách Big Mao rồi. Nhân vật Jerry đã giúp cho sao nam sinh năm 1997 này bộc lộ rõ nét tiềm năng cũng như năng lực diễn xuất ẩn chứa bên trong bản thân anh. Khán giả mê mẩn ngoại hình của Quắc Đông Dơn một thôi nhưng mê tính cách nhân vật Jerry cũng như diễn xuất của anh tới 10 luôn. Không quá đẹp trai cao lớn nhưng lại thông minh, dũng cảm và siêu thu hút. Từ Vincenzo năm 2021 sang tới Big Mao năm 2022, Quắc Đông Dơn đã có hai vai nam thứ thực sự ấn tượng. Chắc chắn sự nghiệp anh sẽ phất lên nhanh cho xem. Kim Hun Chin, Cheer Up. Thành viên mới nhất vừa gia nhập biệt đội Nam 8 hoàn hảo của năm 2022 chính là anh chàng Kim Hun Chin trong bộ phim Cheer Up. Mang kiếp Nam 8 nhưng Kim Hun Chin đang được người xem yêu thích và ủng hộ tuyệt đối luôn, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn nam chính Bae In Hock nữa. Cũng phải thôi vì nhân vật của Kim Hun Chin trong Cheer Up vừa đẹp trai, nhà giàu lại còn tinh tế và hiểu được tâm lý nữ giới nữa, nên ai mà không mê cho được. Đã vậy nhân vật của Kim Hun Chin lại còn cực kỳ si tình nữa chứ. Dù biết là Nam 8 thì sẽ không có được tình yêu của nữ chính, nhưng khán giả thì không bao giờ tắt hy vọng và ủng hộ cho chàng trai này. Không biết mọi người nghĩ sao về đội hình này chứ nhìn vào là thấy năm 2022 này, dàn Nam 8 có phần nổi trội và đông đảo hơn hẳn luôn đấy. Mỗi chàng đều có sức hút riêng, người thì trầm ổn, ôn nhu, người lại si tình, chân thành, dễ mến. Thực sự khiến khán giả bối rối vô cùng, nam thứ thì chắc chắn sẽ không được yêu, nhưng đây cũng là cơ hội cực tốt cho các nam diễn viên trẻ đổi đời đi lên. Tính ra thì cũng không thiệt thòi lắm đâu, chúc mừng các chàng trai trẻ và hy vọng các anh sẽ nhanh lên chính nhé.